Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy nổi tiếng về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, khoảng thời gian cuối năm là lúc mà tất cả mọi người đều tất bật chuẩn bị để hoàn thành mọi công việc trong năm, sẵn sàng chào đón một năm mới tốt đẹp hơn. Bởi vậy, càng về cuối năm, mỗi người, mỗi gia đình đều cảm thấy hối hả và bận rộn như thể để tăng tốc về đích. Đây cũng là thời gian chạy nước rút, hoàn thành mọi công việc một cách tốt nhất. Khi theo dõi tử vi của 12 con giáp về 3 tháng cuối năm 2020, các tử vi học có bật mí rằng mọi may mắn đều đổ dồn về một số con giáp. Dường như mọi chuyện đều thuận lợi, xuôi chèo mát mái, tiền bạc thuận lợi về tay, hái lộc đầy nhà. Thời điểm cuối năm là thời điểm của các sao đang dần dịch chuyển, khiến cho vận trình của các con giáp cũng có nhiều biến động. Vậy để tìm hiểu xem những con giáp hưởng chọn may mắn cuối năm 2020 này là những con giáp nào, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên, tuổi Sửu may mắn về tài lộc. Xin chúc mừng tuổi Sửu là con giáp may mắn đầu tiên nhận được lộc trời ban trong những tháng cuối năm 2020. Có thể thấy, người tuổi Sửu thường là những người có đầy đủ những phẩm chất tốt. Họ được biết đến bởi tính cách cần cù, chăm chỉ. Họ cũng là những người kiên định, mạnh mẽ, thực tế và có ý chí vững vàng trong cuộc sống. Những ai sinh vào năm Sửu thường nhẫn nại, có khả năng chịu đựng cao và nhờ đó có thể vượt qua được bao sóng gió của cuộc đời. Nhưng có đôi khi tính cương quyết khiến họ trở nên bướng bỉnh, cứng nhắc. Bởi lẽ một khi đã quyết định thực hiện điều gì, họ khó có thể thay đổi được mục tiêu của mình. Lời nói và việc làm của người tuổi Sửu thường đi liền với nhau, đó chính là tính cách nổi trội của họ. Sức chịu đựng và lòng quả cảm của người tuổi Sửu thật phi thường. Họ là người có tinh thần trách nhiệm cao, quyết đoán và biết nắm bắt cơ hội đang đến. Nhưng họ cũng rất chân thành và tin tưởng trong cách đối xử bạn bè. Họ là mẫu người sống khép kín. Họ không thích bộc bạch tâm sự của mình với những người khác. Họ thích làm theo ý mình hơn là bị bó buộc bởi áp lực. Họ điềm tĩnh và trầm lặng. Nhưng nếu có ai đó làm họ giận hoặc bực mình thì họ lại rụt rè, cả nể. Tính tình bướng bỉnh và ương ngạnh lắm lúc làm phiền lòng những người khác. Thường thì mọi điều đều suôn sẻ, nhưng họ cũng biết chấp nhận thất bại mỗi khi vấp ngã. Họ thường hay suy tư, không có óc hài hước và chẳng mấy thiện cảm với những mánh khóe, lừa lọc. Họ luôn muốn giữ vững lập trường của mình. Người tuổi Sửu luôn có nguyên tắc cho cuộc sống của mình. Họ đặt yêu cầu cao cho những mối quan hệ, người thân xung quanh. Đôi khi, điều đó gây phiền phức cho những người khác. Tuy nhiên, tuổi Sửu được rất nhiều người yêu quý bởi sự thật thà, chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho những người đang gặp khó khăn. Điềm báo tử vi cho thấy 3 tháng cuối năm là thời điểm mà người tuổi Sửu cực kỳ may mắn, đặc biệt là tài lộc luôn đến bất ngờ vào những lúc, những nơi mà con giáp chẳng hề ngờ tới. Tuổi Sửu chính là một trong số những con giáp phát tài vào 3 tháng cuối năm 2020. Không thể phủ nhận một điều, sẽ có một khoản tiền lớn mà con giáp này thu được nhờ may mắn trúng thưởng, thậm chí là chơi những trò may rủi. Trong số 12 con giáp thì bản mệnh cũng là người có nhiều cơ hội nhất để đầu tư kinh doanh, thu được lợi nhuận khá lớn về tay. Hãy nhớ rằng, càng dấn thân, dám nghĩ, dám làm thì thành công có được lại càng to lớn. Đặc biệt, với các tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 và Quý Sửu sinh năm 1973, thời điểm này, nếu có tiền bạc dư dôi thì nên tập trung đầu tư vào các dự án lớn sẽ có lợi. Đương nhiên là với điều kiện con giáp này phải tìm hiểu thông tin thật kỹ lưỡng khi làm bất cứ việc gì, đừng thấy mình may mắn quá mà chủ quan. Tuy nhiên, dù may mắn đến mấy, con giáp này cũng không tham lam quá độ
mà nên nghĩ đến việc lách luật để kiếm tiền. Bởi những đồng tiền phi nghĩa sẽ khiến con giáp nhanh chóng vướng phải vòng lao lý. 2. Tuổi Thìn may mắn trong sự nghiệp. Thìn là một trong số 12 con giáp mà chúng ta thường được biết. Khi nhắc tới tuổi Thìn, chúng ta thường liên tưởng tới sức mạnh, linh thiêng, tôn kính, luôn mang một sự tinh tế, thành công và quyền lực. Rồng là con vật không có thật ngoài đời, do đó luôn mang một vẻ huyền bí. Do vậy những người tuổi Thìn sẽ là những người thông minh và bên trong có rất nhiều đam mê, tham vọng, luôn muốn trở thành một người có danh tiếng, được mọi người nể trọng và công nhận. Chính vì là người sắc bén nên luôn mang một sức mạnh to lớn, toa ra bên ngoài niềm tin tưởng, nhưng cũng thể hiện được bản chất là người hiền lành, có được tấm lòng yêu thương những người xung quanh mình. Nếu bạn là tuổi Thìn thì không cần lo lắng về khoản giao tiếp. Bản thân tuổi Thìn luôn thể hiện một con người thoải mái và thân thiện, mặc dù có đôi lúc thể hiện là một người nghiêm túc, lễ phép với bề trên, có khi lại thân thiết như đã quen từ lâu lắm rồi. Tuổi Thìn luôn thể hiện bản thân là người có lý trí, không bao giờ để tình cảm riêng tư xen lẫn vào công việc của mình. Dù có nóng tính một chút, có thể khiến người khác buồn lòng, nhưng lại là người dễ dàng tha thứ và không bao giờ ghim hận trong lòng. Do vậy, tuổi Thìn luôn có đời sống hạnh phúc, lạc quan, thoải mái và luôn yêu cuộc sống. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá như một con dao hai lưỡi. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Tuổi Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời của mình. Không ít những lần họ gặp phải những khó khăn rồi thất bại. Nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Tuổi Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công. Thời điểm 3 tháng cuối năm này, sự nghiệp của người tuổi Thìn có nhiều điểm sáng đáng kể. Đặc biệt là nếu con giáp này biết tập trung và làm những việc đã có sẵn kiến thức và kinh nghiệm. Tuổi Thìn là con giáp sống có kế hoạch thẳng tiến tới thành công. Người tuổi Thìn tự nhận thức được rằng mình không hề thiếu năng lực và con giáp có thể dựa vào bản thân mình để gây dựng sự nghiệp. Thêm vào đó, nhờ có cát tinh nâng đỡ nên những khó khăn cản trở rồi cũng sẽ tiêu tan. Tuổi Thìn sẽ đạt được thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Nhất là những người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 và Bính Thìn sinh năm 1976. 3 tháng cuối năm này chính là lúc thích hợp để người tuổi Thìn nói chung với hai tuổi trên nói riêng, kiếm tìm cơ hội, khẳng định bản thân và vươn lên một tầm cao mới. Quý nhân rất có thể sẽ xuất hiện bất ngờ, mang lại cho tuổi Thìn nhiều tin vui mà chính con giáp này sẽ không ngờ tới. Nếu điều kiện cho phép, con giáp này có thể thử sức trong việc hợp tác cùng người khác làm ăn, kinh doanh. Sự bổ trợ lẫn nhau sẽ giúp cho con đường thành công càng tới gần hơn với người tuổi Thìn. Có điều, con giáp đón tin vui bất ngờ 3 tháng cuối năm 2020 cần chú ý lời ăn tiếng nói của mình. Đừng thẳng thắn quá mức tới vô tâm, nghĩ gì nói nấy, vô tình tự đẩy mình vào hiểm họa thị phi. 3. Tuổi Dậu may mắn trong tình duyên. Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Tuổi Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Họ dũng cảm bảo vệ những người yếu đuối, sẵn sàng tranh luận mọi lúc, mọi nơi. Tuổi Dậu tự tin cho rằng mình là người hoàn hảo, luôn dẫn đầu mọi người. Nếu có ai đó có ý chê bai, họ sẽ tìm cách giải thích và phủ nhận điều đó. Những người này khá chăm chút về bề ngoài, vì vậy họ sẵn sàng chi trả một khoản tiền lớn để làm đẹp, mua sắm. Tuổi Dậu sẽ không bao giờ trưng diện những món đồ tầm thường, kém độc đáo. Khi xuất hiện trước đám đông, họ phải thật nổi bật với những bộ trang phục lộng lẫy, hợp mốt và không đụng với bất kỳ ai. Chính vì là người năng động, nhiệt tình, có ước mơ và luôn cố gắng phấn đấu,
đặc biệt là biết cách chăm chút cho bản thân. Dù trong thời điểm nào, người tuổi Dậu cũng khá may mắn trong đường tình duyên. Trong số đó phải kể đến những tháng cuối năm 2020, đường tình duyên của người tuổi Dậu là thời điểm rực rỡ, đặc biệt là với những người còn độc thân. Nếu chăm chỉ tham gia những hoạt động giao lưu, gặp gỡ giữa bạn bè và người thân giới thiệu, người tuổi Dậu có cơ hội tìm được người như ý mong muốn của mình. Thời điểm này, nếu như con giáp đang có người thân mến thì cũng chớ có lo lắng, bởi con giáp có thể dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp với người ấy nhờ sự tự tin của mình. Tuổi Dậu là con giáp trời sinh quyến rũ người khác phái. Đừng ngại ngần thể hiện điểm mạnh cũng như những nét độc đáo trong tính cách của mình, bởi rất có thể con giáp cũng đã lọt vào mắt xanh của người ta từ lâu. Tuổi Dậu hãy chủ động bày tỏ tình cảm của mình, bởi có thể tuổi Dậu sẽ nhận được tin vui bất ngờ. Với những người có đôi có cặp, đặc biệt là các tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 và Tân Dậu sinh năm 1981, có thể khoảng thời gian trước, lứa đôi còn thường xuyên mâu thuẫn, nhưng tới thời điểm này, hai người đã dần hiểu hơn về nhau. Nhờ vậy mà mối quan hệ cũng ngày một khăng khít. Hai người đã dần hiểu được cách bao dung cho nhau, không còn chấp nhận những chuyện trong gia đình. Hơn nữa, hai tuổi trên rất dễ đoán tin vui về chuyện con cái. Với những ai đang chờ tin mừng sẽ được thỏa nguyện, với những ai đang chờ đợi tin mừng sẽ được thỏa nguyện, vỡ òa trong hạnh phúc. Xin chúc mừng bạn nếu bạn nằm trong số những con giáp may mắn trên. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.